Thay mặt đội bóng rổ The World, tôi xin cảm ơn ban tổ chức bóng rổ Đà Nẵng đã tổ chức ra một giải đấu rất là hay như năm nay. Rất mong giải đấu sẽ thành công tốt đẹp, càng ngày có càng nhiều các đội bóng nữa tham gia để nâng cao và đẩy mạnh phong trào bóng rổ Đà Nẵng phát triển hơn nữa. Rất vui.